chào cả nhà. Lại là Huy đây, thì hai chồng Huy xin chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ nha. Thì hôm nay hai đứa đi chèo ghe đi bẻ bật nè cả nhà. Hôm trước hai đứa đi hái lục bình đó, thì có cô chú anh chị vô bình luận hỏi trái bần là trái gì, sao không quay cho mọi người xem. Thì hôm nay hai đứa đi bẻ bần ăn nè, sẵn quay lại luôn cho cả nhà xem nha. Rồi bây giờ hai chồng Huy xin mời cả nhà đi theo hai đứa hái bần trên sông nha cả nhà. Bây giờ hai chồng Huy mời cả nhà đi tham quan đám bần nha cả nhà. Bây giờ mới mặt chung chung với cây bần mới trận nè. Nó đắng quá vậy. Đi ngừng lại cho cả nhà. À mấy con ốc này ốc lát. Nè cả nhà. Này là lá. Ốc lát. Ốc lá. Ốc gì? Ốc lá bên anh nó đu vô mấy cái bọc lá nè. Còn này nó đu bên bần quá trời luôn nè cả nhà. Ốc này ngồi ăn mà giống như là cọp ăn mù mắt vậy. Ốc này ăn cũng được nha cả nhà. Mấy cái bần này mọc ven sông không cả nhà. Nên nó giữ mé ghê lắm. Cảnh nhìn thơ mộng dã man rồi. Người ta có giăng lưới nữa kìa. Dưới sông mà người ta có cá. Lục bình trôi đến nơi đời thương là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đồng về miền Tây đợi chờ ai nè cái nhà nha cái nhà bằng đây. Còn non lắm anh ơi. Còn non, cái này là bần mới chưa được dạy thầy. Rồi lúc bần nào mấy to bự bự quá vậy. Dưới đá lục bình này bơ hết nổi. Trời ơi, đây có ốc bu vàng hay gì kìa. Anh thấy trứng đỏ đỏ kìa vậy. Bu quá. Chết là dưới cái đá lục bình này bơ hết nổi. Em vừa hát lục bình đi. Về lạnh chứ, về lạnh hết lục bình. Sao giờ bơi hướng nào? Bơi đó đó. Bơi lên không? Bơi lên đi hái chứ. Kiếm bằng hái. Đụng cái bần. Bơi đi. Bơi đi coi cái bình này đi. Được chứ, bằng bự cho bá luôn nè anh. Ôi đã ha. Ôi nó chín luôn á. Thơm quá anh ơi. Thơm không? Thơm phức. Nè hử đó anh.
Ui thơm rồi nè. Ui nó mềm dẻo luôn rồi nè. Chín luôn rồi, vậy ăn mới ngon á, chín chút dốt vậy mới ngon. Nhưng mà mình ăn với cái kia mà chín quá nó đâu ngon, này để nấu canh chua á. Bơi dài lên kia đi. Rồi đưa cây cho Út đi Nghi. Đây. Anh thấy mấy trái bằng bự không anh? Hả? Anh thấy mấy trái bằng bự không? Nghe trái này ngon lành kinh đạo. Ôi trái này nó già dữ lắm. Có hai đứa đang ngồi dưới đây nghe anh. Lấy giật giật anh ơi. Thấy không? Đây. Lấy nghi. Út đưa kìa. Cái cây giật này nó không có cái móc đó nên khó bẻ nữa. Út xay á. Út xay cái giật là nó rớt ở trong cái lồng. Được mấy trái nữa anh? Còn quá trời luôn nè. Ê, ê, ê. Lụm nghi, lụm nghi, lụm nghi. Chừng bé này con. Thấy không nghi? Đó, đó, đó. Lẹ thì lén. Đây. Già đi lắm luôn rồi đó. Già ăn luôn. Ngon hò. Rồi con bỏ xuống đó đi. Còn nữa anh? Hai trái đó bự quá. Cái bằng này trái quá trời luôn ha. Ê ê. Thấy không Nghi? Trời. Anh lấy giật giật anh. Mất tiêu rồi. Đây con. Nè, chụp nghe. Hả? Đó là bóng chí bận rồi đó. Ừ. Cái cây này ngắn không? Cây này ngắn quá anh phải leo lên rồi. Bận quá trời trái luôn nè cả nhà. Nhiều dữ lắm luôn nè. Chín cũng có nữa. Sao nó giăng trong cái đấy. Ủa. Cái nhà nhìn ngon không? Chụp giùm cậu ơi. Ôi. Thôi bỏ đi con ơi. Nè nè, trái mới nè. Bận bận nhiều không cả nhà? Thank you.
con cầm giùm này giùm cậu ơi, cậu quằn vô được rồi. Công nhận nó cái cây nó dài mà cái ổi luôn á cả nhà. Chụp nè con. Chụp nè mấy bé. Cả nhà nhìn thấy ngon chưa? Bần này giờ mình làm ăn gì ta? Nãy Huy có chuẩn bị một món ăn rất là đã luôn. Miền Tây bạn nào cũng biết hết trơn á. Rồi bây giờ Huy xuống nha cả nhà. Chắc cũng đủ ăn rồi đó. Ăn bần thôi cả nhà ơi. Nước miếng trong dèo lắm. Xong con thấy bận ăn, con nó chờ, con nó là tao thèm, nghe mày nói tao thèm quá. Chảy nước dãi rồi.
Em còn nghe bà nói ăn khoai lang vậy đúng không? Ừ, bà cứ ăn với khoai lang nấu vậy. Đến nhà nấm sống, nấm cá linh, nấm cá linh ngon quá anh. Em chả quá thêm miếng ớt. Dạo gà thèm độc độc không à, vợ tôi á. Này đó. Mình xắt miếng bồng như xắt một miếng bằng mỏng. Kẹp với một miếng mắm vô. Đây. Nãy anh quên đem muỗng. Hai đứa ở nhà chuẩn bị một cái dĩa mắm này cả nhà. Sống. Nè. Cái mình bỏ vô thêm miếng ớt nữa. Đó. Cái kẹp lại. Đây là miếng bần. Kẹp lại. Quất. Rồi với anh nữa. Giống ăn đi già quá. Ngon quá. Bơi vô ăn anh ơi. Đi nhà mình ăn chứ vậy. Chào tạm biệt cả nhà đi. Bơi đi. Thấy trong cái mắm này cả nhà, phần thì nó có vị chua với vị cát, trong mắm thì nó có những gia vị như là đường, ngọt, ớt, này anh em bơi được rồi nha, vừa chanh nữa, cái này mà mấy bà bầu, mấy chị bầu mà ăn là đã đời luôn, ngon quá, nó đủ gì trong đây luôn hả vợ? Dạ miếng. Bữa nào ăn thử cái này ngon. Quan nữa không nghe? Không. Cắn cho em miếng bằng chín. Bằng chín hả? Ngon quá. Em muốn cái linh này bà này bán ngon ha. Hỏi mua gì á, anh nói gì ăn với bần nữa. Nó nói dù ăn giờ là thôi. Đã cái hết luôn, đã cái nư luôn. Rồi về chứ ăn hết cái dĩa mắm rồi luôn. Ngon quá vậy nhà ơi. Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Chát chát. Cay cay. Đủ vị vô luôn. Thì bữa nay dẫn cả nhà đi đi tham quan đám bần rồi đó. Chứ bần là như vậy nè cả nhà. Con đảo quá cả nhà. Mắm vô cho thêm miếng ớt nữa. Ấy ớt à. Kẹp lại giống xin quýt luôn cả nhà. Rồi Huy mời cả nhà ăn bần kẹp mắm sống với hai chồng Huy cho cả nhà. Rồi hai chồng Huy cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn nha. Đã luôn thương và ủng hộ kênh cho hai đứa. Đã quá vậy. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Bye bye. Bữa nào cũng dám hùng cái miệng mắm không.